Hello, tôi xin chào cả nhà. Người ta đang. Không, 宝宝ơi, bà bảo xin chào ông bà cô chú đi con. Hôm nay thì gia đình Tú sẽ đi leo núi nha cả nhà. Ở bên này là chỗ người ta thuê để người ta nghỉ mát ngồi ăn uống này cả nhà. Hôm nay là vào mùa hè cho nên là trời ở thành phố nó rất là nóng luôn. Họ sẽ đi xuống những cái chỗ nông thôn á. Như thế này nếu mà đi tránh nóng ở cả nhà, xong rồi đi dã ngoại đi chơi luôn. Bây giờ đang là 5:30 chiều hả cả nhà. Tôi giới thiệu một chút xíu thì ở đây là gọi là thôn Thiên Sơn, và ở đây tên ngọn núi này gọi là núi Nam á cả nhà. Nãy là mình ở dưới kia này mình đậu xe. Ở dưới góc chỗ đó là mình đậu xe đó, xong rồi đi bộ đi lên nữa cả nhà. Đây là con đường đi lên núi này. Ở trên này họ trồng thông nhiều lắm cả nhà ơi. Đúng rồi. À, bà bảo cầm cái gậy, cái này dùng để mình leo núi này cả nhà, mình đỡ mình chống á. Cái này của bà nội. Đúng rồi, của bà nội đó, nhưng mà hôm nay bà nội không có đi leo núi. Nhà mình đi thôi. Rồi bắt đầu mình mới đi lên một xíu, bây giờ bắt đầu đi lên tiếp. Leo lên cao nè bà bảo, đi. Ừ, đi. Chú pha lo. Bà bảo thích đi leo núi, hăng say lắm. Còn dành cái cây gậy của ba nó nữa. Hôm nay thì tôi đi lên đây để mình lấy một ít đất ở nhà. Hồi trước mình cũng lấy đất để mình về mình trồng rau á, trồng cà chua. Hôm nay cũng đem theo mấy cái túi để lên trên này lấy đất. Tại vì đất ở trên này á, nó tốt lắm cả nhà. Đất chỗ này tốt, với lại là họ nuôi cừu, nuôi bò rồi á. Họ thả nó lên trên này xong rồi á, nó đi ở trên này á. Cho nên là lấy thêm một ít phân bò về mình trồng rau. Hôm bữa Tết về Việt Nam thì tôi có mang qua bên này một ít hạt giống. Hạt giống rau cả nhà. Rau éo quế, rồi rau tía tô, rau ngò gai rồi á. Bây giờ nó nóng rồi cho nên là mình bắt đầu thích hợp để mình trồng rau rồi. Ở dưới này là người ta cừu á bảo bảo. Cừu nó kêu á. Xa lắm con, ở tít ở dưới kia, dưới chân núi á. Người ta lừa cừu. Hồi nãy là tôi thấy là trời nó kiểu nó tối tối, tôi cứ nghĩ là trời sắp mưa, nhưng mà bây giờ là nắng lên rồi cả nhà. Đó, bây giờ lên tới trên này là bắt đầu có nắng rồi. Đó, con cừu nó kêu bảo bảo. Đó, con cừu dưới kia. Oh, nó sang miên sư sở mà là cùng. Sư thăm mân dư chỉ thờ ti mà. Dư chỉ thờ thảo trọng. Ừ. Nhưng mà thầm, đây là phải chế hôn trọ đó. Phải chế hôn trọ đó. Thầm chuẩn sang dư chỉ miên dư 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 dư. Ồ, sư vế rủ rồi mà, nà cơ y phụ. Nà, 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 chỉ có dễ sư thăm mân dư dị cai thơ mà. À, thăm mân dư dị là mông cụ bao dư dư dư. Nà, của mân nóng bân nóng chinh chi nà. Bân nóng à? Mân dài nà dư dư dư. Ồ, thôi. Ồ, thăm mân dư dư nó mờ ta á. Vì mấy khoản vế chỉ là đô sư cơ lần. Ồ. Đây chồng tôi nói là đất này là người ta cứ rào như vậy là đất của họ cả nhà. Đất của họ, họ dùng cái sợi dây với lại gỗ này, họ rào xung quanh cái mảnh đất của họ, rồi ở trên đó là cái nhà. Ồ, ta chưa biết lại hoàn chỉnh tha hảo rồi. Phân chỉnh chân phiêu lẹo à. Nó biết nhiều cái chưa này kha, mô tô chưa, thăm ơn chỉ nó lì miên. Hoa tím tím này, hoa gì tôi cũng biết, nhưng mà hoa mọc dại rất là nhiều luôn rồi nhà ơi.
大太阳，我。你看那个大太阳。看到了。Bây giờ nắng lên. Hiện tại đang là mùa hè ở Tân Cương á cả nhà. Đây là thời điểm mà đi du lịch Tân Cương á, rất là tốt luôn. Tại vì vào mùa đông thì nó lạnh. Thời điểm này thì hoa cỏ trái cây là nó nhiều và nó đa dạng nhất, cho nên là nếu mọi người muốn đến Tân Cương du lịch thì có thể đi vào khoảng từ tháng 6 đến tháng 9 ha. Là lúc thời tiết đẹp nhất luôn á. Oh, có mấy con bò nó đi xuống núi. Nhưng mà không thấy người nào chăn hết. Chứ là nó... người ta tự thả. Con đi vô. Oh, con bò nhiều quá. Bảo con đi một bên chứ để nó đi nha. Đường nó đi nha con. Đây. Hồi nãy ở dưới chân núi là cừu lên trên này gặp bò. Trước nếu mày sợ bà. Thả chó rau rồi mình thử chứ. Hả? Thả khá của mình, khăn ta. Tuy, bò ở Tân Cương này cả nhà ơi. Nhìn cũng đẹp ha. Thay nó có gì học khăn à. Ừ, con bò bảo bảo. Đà nhu. Bốn con bò. Có một cái là lão đà đại lụ đó. Cái chuyện miệng này. Ờ, ở khăn đó. Nó dù là dư chỉ chỗ đó, mấy người khăn. Không có người chăn. Thì chúng ta thường phóng đều là họ nhận thức nhà đó. Ban đêm phóng ra rồi tối thì họ sẽ về nhà. Ờ. Chứ cũng như cái dạng như vậy đấy. Bò mà nó đi mỗi ngày nó đi lên trên này nó quen đường rồi. Cứ họ thả nó đi rồi chiều nó tự đi về. Con thấy con bò to không bà bảo? Ờ. Sợ không? Sợ. Không sợ à? Đi, đi leo lên trên cao này. Cái gì? Má là cái gì con? À, mát. Mát mà bảo cứ má mẹ đâu có hiểu bảo nói gì đâu. Bảo nói là lên trên này mát quá mẹ ơi. Bảo con biết trái gì đây không bảo? Con biết trái gì đây không? Trái thông. Đúng rồi. Cây này là cây thông á bảo bảo. Đúng rồi. Hả? Ờ. Sao chẳng gì chẳng mà là. Sao? Nói tiếng Việt đi con. Bảo bảo nói đem theo cái cây để mà xúc đất á. Cái xẻng này nha. Đây mấy cái đất này nè. Mấy đất này là rất là tốt này. Tí nữa trên đường về mình sẽ lượm đất này về. Ba đi trước rồi con đi đây theo ba. Đi theo mẹ hả? Đi con đi trước đi. Con đi trước đi, đi từ từ cẩn thận. Chỗ đây mát ha. Ba leo lên trên kia ba ngồi. Mệt rồi. Ba mệt rồi ba nghỉ đây. Đi. Mì chén đã phá sang thu bìa hảo à, hiện tại phá y hồi chiều lây lắm à. Mì chén thì nhanh chung à, hiện tại lẩu lây à. Rồi à? Thiên thiên hô hùng cổ chiến, hãy sư. Ba chân rồi. Ngày nào cũng uống kỳ từ đỏ, nhưng mà mới leo núi một chút xíu cái lại mệt rồi. À, nước ba cầm à. Bà bà chân hào. Uống đi con. Uống từ từ thôi. Rồi xong nhờ. Cày con đẩy lại đi. Con hỏi thử ba uống nước không? Bà bà. Không mẹ không uống. Cảm ơn bà bà. Chú bà. Ừ,
Bảo bảo nói với ông bà cô chú đi, con khoe ông bà cô chú đây là túi của con đi. Cô chú ăn gì cá bạn. Rồi con khoe sao cái đó là cái gì của con? Hôm nay con đeo cái gì đó? Túi của bảo. Ừ, đeo cái túi. Hôm nay bảo bảo đi leo núi. Leo núi gì mà ướt đổ mồ hôi hết rồi. Con mệt không? Mệt. Mệt hả? Leo nữa không? Leo nữa hả? Ừ, đi. Bây giờ tụi mình xuống núi rồi nè cả nhà. Ở bên đây thì nó có một bên là núi rồi còn một bên là suối này cả nhà. Bên dòng suối này ở đây họ cắm trại nè. Có mấy người người ta đem đồ ăn, đem trái cây với lại thịt để người ta đem xuống này người ta nướng. Cho bà bảo xuống lịch nước. Wow, nước nhìn cũng sạch rồi nha. Bà bảo con rửa tay đi, để ba rửa tay đi con. Mát lạnh luôn quá nước này. Lớn quá lớn. Ờ, bà con rửa tay đi, con nói ba rửa tay con đi. Ừ. Rồi con ngồi xuống con rửa tay đi, rửa chân đi, bỏ xuống cái chân mát lên bảo vợ ơi. Là con này phu thai ra đã chua hào là không này chơi à. Rồi bà bảo ngâm nhâm chân đi. Mát không? Hả? Không mát hả? Mát lạnh luôn mà không mát. Ừ, lạnh không? Lạnh hả? Ồ. Xuống dòng suối này, ở dòng suối này đẹp quá cả nhà ơi. Đó. Mát quá chồng tôi tháo gì ra ngâm chân luôn rồi. Ba rửa chân kìa. Hả? À, con rửa chân đi, con chà chân đi. Ủa chứ xì chân nhỏ. Ừ. Nó tiếng xì xì nhỏ. Tao cho lì miên yên cây xì cháo sẽ bị thu phục. Xô bù lạc, thay lạc hả? 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 Lạnh không bảo báo? Ô, nước này mát lạnh luôn cả nhà ơi. Mát lắm luôn. Yeah, yeah. 这水就从山顶啊下来啊？ 是不是雪化的？ 应该是雪化的。 Nước này là nước tuyết vào mùa đông ở trên núi á, đỉnh núi bây giờ nó bắt đầu nóng rồi nó chảy xuống này cả nhà. Ồ, nó mát giống như là nước mình bỏ trong tủ lạnh luôn vậy đó. 你要不要洗澡? Lạnh quá rồi không tắm được. Bà báo con quanh đá quanh nhẹ nhẹ thôi nha bà báo. Quanh nhẹ nhẹ thôi. Bây giờ thì gia đình Tú chuẩn bị đi về rồi ha cả nhà.
Đây cả nhà xem, bây giờ đang là 8 giờ kém 15 rồi nha cả nhà. Đó. 8 giờ kém 15 vào buổi tối á, mà ở Tân Cương bây giờ trời vẫn chưa có tối nha. Còn rất là sáng luôn này. Ở Tân Cương thì mặt trời lặn rất là muộn. Nay vào mùa hè thì khoảng tầm 10 giờ rưỡi đến 11 giờ tối mới lặn. Và mặt trời nó mọc buổi sáng thì nó cũng trễ hơn những nơi khác. Đó là một điều rất là đặc biệt ở Tân Cương. Thời gian ở ban ngày nó dài hơn ban đêm đó cả nhà. Rồi bây giờ thì vợ chồng Tú sẽ đi về và đi ăn mì ha cả nhà. Hôm nay cả nhà mình đi chơi nguyên cả ngày luôn á. Bây giờ sẽ đi về. Và buổi đi chơi ngày hôm nay của Tú cũng xin phép dừng ở đây ha cả nhà. Tú xin chân thành cảm ơn ông bà, cô chú, anh chị và các bạn đã luôn theo dõi và ủng hộ kênh của gia đình Tú Nguyễn. Hẹn gặp cả nhà trong những video clip tiếp theo.